everybody. Welcome to our class today. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 4. Chào mừng các em đến với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will continue unit 13. Would you like some milk? Lesson 2. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn lại những gì chúng ta đã được học ở lesson 1 nhé. Now let's look at the picture, ask and answer. So how do you ask? What's your favorite drink? It's milk, right? Next picture, so how do you ask? What's your favorite food? It's chicken. Next one, what's your favorite drink? It's orange juice. And the last one, what's your favorite food? It's beef. Okay, như vậy cô vừa giúp chúng ta ôn tập lại những gì đã được học ở lesson 1. And today, we will learn some more vocabulary related to food and drink. Với bài học ngày hôm nay, cô sẽ cung cấp cho chúng ta thêm một số từ vựng liên quan đến các món ăn và đồ uống. Okay, so look at this. Nhìn vào món ăn này, chúng ta có thể đoán là gì không nào? À, đó chính là mì, noodles. Okay, listen again and repeat. Noodles. Next one, you see? Bread. Bánh mì. Now listen again and repeat. Bread. How about this one? You eat it every day. Đây là món ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày đúng không nào? Ta see? Rice. Cơm. Okay, now listen again and repeat. Rice. How about this one? It's very good for your health. Đây là một loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe của mình, đó chính là rau. Okay? Now, vegetable. Listen again and repeat. Vegetable. And the last one. This is lemonade. Nước chanh. Đây cũng là một loại thức uống rất là tốt cho mình đúng không nào? Now, lemonade. Okay? Như vậy cô vừa cung cấp thêm cho chúng ta một số loại thức ăn và nước uống mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay đến IC Books để xem cách các bạn mời nhau ăn uống như thế nào. Okay, let's go. Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Okay, so look at the picture. Can you tell me the names of the people in the picture? Nhìn vào bức tranh này, chúng ta có thể cho cô biết tên của những nhân vật xuất hiện trong bức tranh không nào? Ah, that's it. Missy Bun, alright? You see? Mai and Linda. Nhìn vào picture này, chúng ta có thể đoán được bạn Linda đang đến chơi nhà bạn Mai đúng không nào? Và Miss Bun, tức là mẹ của bạn Mai đang mời bạn Linda món gì đấy? Noodles, alright? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem Miss Bun khi mời bạn Linda một món ăn nào thì cô đã nói như thế nào? Let's listen. Would you like some noodles? Yes, please. I love noodles. Do you like some noodles? Cháu dùng một ít mì nhé. Yes, please. I love noodles. Vâng ạ, cháu thích noodles. Cháu thích mì. Okay. Now listen again and repeat. Would you like some noodles? Yes, please. I love noodles. Next picture. 1. Look, listen and repeat. Còn ở picture này, chúng ta thấy mẹ của bạn Mai đang mời bạn Linda món gì? À, milk. Vậy chúng ta sẽ cùng xem. Would you like some milk? No, thanks. Do you like some milk? Cháu dùng một ít sữa nhé. No, thanks. Dạ không ạ, cháu cảm ơn. Okay, listen again and repeat. Would you like some milk? No, thanks. Next one.
1. Look, listen, and repeat. How about this one? Orange juice. Let's see. What about orange juice? No, thank you. What about orange juice? Vậy còn nước cam thì sao? No, thank you. Dạ không, cảm ơn bác. Okay, listen again and repeat. What about orange juice? No, thank you. And the last picture. 1. Look, listen, and repeat. How about lemonade? Lemonade? Yes, please. That's my favorite drink. How about lemonade? Còn nước chanh thì sao? Lemonade, yes, please. That's my favorite drink. Nước chanh à? Vâng ạ. À. Đó là thức uống yêu thích của cháu. Okay? Okay, như vậy thông qua activity 1 trong IC Books, chúng ta đã biết cách các bạn mời nhau ăn và uống các loại thức ăn nước uống cũng như đáp lại lời mời đó như thế nào. Bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Okay, so you can see that this is noodles. Vậy bây giờ cô muốn mời bạn mình ăn noodles, cô sẽ nói như thế nào? Would you like some noodles? Would you like some noodles? Okay? If you like it, you say, yes, please. If not, you say, no, thanks. Now listen again and repeat. Would you like some noodles? So raise your voice. Chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Would you like some noodles? Yes, please. No, thanks. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại IC Books để luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 2. Point and say. Now let's practice the patterns with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập mẫu câu mình vừa học với hoạt động số 2 này các em nhé. Các em sẽ lần lượt kết vào từng hình đặt câu hỏi và sau đó tự mình trả lời cho câu hỏi đó về những món ăn mình có muốn ăn hay không. Ok. Now look at the picture first. Picture A, bread. B, rice. Vegetable and lemonade. Now listen to the question and answer it. Would you like some bread? Với câu hỏi would you like some bread? If you like, you say, yes, please. If not, no, thank you. Okay? Now answer again. Would you like some bread? Would you like some rice? Would you like some vegetables? Yes, please. Would you like some lemonade? No, thank you. Okay, sau khi đã luyện tập phần trả lời, các em sẽ luyện tập phần này với bạn mình để đặt câu hỏi cho bạn mình tự trả lời những câu hỏi này các em nhé. And now let's move on activity 3. 3. Let's talk. Ở hoạt động này, một lần nữa chúng ta được luyện tập về những câu hỏi mình đã học ở lesson 1 and 2 về food and drink. Now look at the picture and answer the questions. What's your favorite food? What's your favorite drink? And would you like some? For example, number one, what's your favorite food? So look at this, fish and rice. So you can say, it's fish and rice. Or you can say, it's fish with rice. Vậy với phần trả lời về thức ăn yêu thích này, các em có thể trả lời, it's fish and rice. It's fish and rice. Hoặc là các em có thể trả lời, it's fish with rice. Cá với cơm, okay? What's your favorite drink? It's orange juice. It's lemonade or it's orange juice and lemonade. Okay? Number three, would you like some? So what are these? Bread. So would you like some bread? Vậy với câu hỏi số 3 này, các em có hai cách trả lời. Yes, please or no, thank you. Như vậy, cô vừa hướng dẫn chúng ta trả lời 3 câu hỏi. Các em sẽ tự mình thực hiện, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời nhé. And now let's move on activity 4. 4. Listen and number. Listen and number.
Ở hoạt động này chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng nghe và nhiệm vụ của các em là nghe và đánh số. Vậy trước khi chúng ta nghe, hãy cùng cô nhìn qua các picture. Now picture A. What can you see? Rice and beef. Picture B. Rice and fish. Picture C. Lemonade and water. And picture D. Oranges and lemonade. Ok, như vậy cô vừa giúp chúng ta phân tích các picture. Bây giờ các em hãy tập trung vào những keyword đó khi nghe để chọn được picture chính xác nhất. Now let's listen and number. 1. What's your favorite food? It's fish with rice. Do you like fish? Yes, I like it very much. Me too. Ok, so number 1, what can you hear? Fish with rice. So that's the picture B. So it's in number 1. Now number 2. 2. Would you like some milk? No thanks. How about lemonade? Yes please. I love lemonade. And some water please. Okay. So what can you hear? Lemonade and water. Yes? So that's the picture C. Number 2 and number 3. 3. Would you like some noodles? No thanks. How about some rice? Yes. Rice with beef, please. Very clear. Rice with beef, please. So that's A, picture A, number 3. And the last one, this orange juice and lemonade. 4. What's your favorite drink? It's orange juice. Oh, and I like lemonade too. Me too. I love orange juice and lemonade. Yes, very clear. Orange juice and lemonade. So that's A number 4, picture D. Nếu như các em chưa nghe được những từ khóa mà cô vừa nêu ra, các em có thể nhấn play để nghe lại. Sau đó nhấn submit để kiểm tra nhé. And now let's see. Well done. Now let's move on to activity 5. Look and write. Hoạt động này tương đối đơn giản. Các em sẽ hoàn thành menu này bằng cách nhìn vào các picture, sau đó viết tên của món ăn hay thức uống. Now number 1. So what is it? Milk. So you write milk. Number 2, lemonade. Number 3, water. Number 4, what fruit? Fish, rice and bread. Thật ra đây là một hoạt động vô cùng đơn giản để check lại phần từ vựng các em đã nắm được về thức ăn và đồ uống hay chưa. Các em có thể tự mình thiết kế một menu tương tự như vậy. Ok? Hãy tự mình hoàn thành bài tập này, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình, các em nhé. And now let's move on to the last activity. 6. Let's play. Còn bây giờ chúng ta sẽ tham gia một trò chơi, đó là trò chơi Food or Drink. Hãy cùng rủ những người bạn của mình tham gia trò chơi này. Các em sẽ chia bảng làm hai cột, cột food và drinks. Sau đó hãy viết tên tất cả những món ăn ở cột food và những đồ uống ở cột drinks. Hoạt động này ngoài việc giúp chúng ta củng cố lại những từ vựng liên quan đến chủ đề food and drink, còn giúp các em phân biệt được đâu là food, đâu là drinks. Để phục vụ cho câu hỏi What's your favorite food or what's your favorite drink? Ok, vậy các em sẽ cùng bạn mình chơi trò chơi này nhé. Hãy thi xem trong một khoảng thời gian nhất định đội nào có thể ghi được nhiều từ hơn. Và lưu ý phân biệt food and drinks. Ok, cô chúc các em có một trò chơi thật là thú vị. That's all for our lesson today. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Các em đã biết thêm tên gọi của một số món ăn và nước uống, cũng như biết cách mời và trả lời, đáp lại lời mời của bạn mình như thế nào. Về nhà, hãy học thuộc các từ vựng và mẫu câu mà chúng ta đã được học ngày hôm nay.
Làm lại các bài tập trong IC Book và đừng quên chuẩn bị cho bài mới Unit 13, Lesson 3. Bye bye!